bạn đang nghe truyện gia gia dị giới tạo phản ta tại đô thị vô địch rồi trên kênh TV Audio CV. Chương 113, tự làm tự chịu. Nếu có thể khiến nhà họ Triệu ngoan ngoãn nghe lời, hắn hành động ở bên này sẽ tiện hơn nhiều. Ngươi muốn làm gì? Bạn, bạn trai ta sắp tới rồi đấy. Tiêu Phàm nghe được giọng của Tô Ấu Vi có vẻ hơi hoảng loạn. Bạn trai ngươi? Sau này ta chính là bạn trai ngươi một giọng nói khắc phách lối vang dội triệu hữu tài tiêu phàm bước nhanh chạy tới thấy được tô ấu vi và một người quen triệu hữu tài quay đầu nhìn về phía tiêu phàm kinh ngạc nói đây không phải học bá ca của chúng ta à học bá ca cô gái này là bạn gái của ngươi ta kiến nghị các ngươi chia tay đi mỹ nữ xinh đẹp như vậy đi theo ngươi đúng là lãng phí tiêu phàm nhìn triệu hữu tài triệu hữu tài cuối cùng ngươi cũng tới bệnh viện ta bảo ngươi từ sớm rồi bệnh liệt dương sớm tiếc phải đi điều trị sớm bây giờ ngươi mới đi thì có khi muộn rồi ấu vi ngươi cách hắn xa một chút người này có bệnh ta sợ hắn trả thù xã hội tiêu phàm vừa nói vừa chắn trước mặt tô ấu vi triệu hữu tài không dám tin tưởng nhìn tiêu phàm tiêu phàm to gan như thế từ bao giờ hắn là người của nhà họ triệu đây không phải bí mật gì cả học bá ca nàng thật sự là bạn gái của ngươi nhà ngươi nghèo như thế, không nuôi nổi bạn gái như nàng đâu. Thật đấy. Bạn học chẳng qua là muốn tốt cho ngươi thôi. Triệu hữu tài cười kha kha. Hắn ta thường xuyên ra vào mấy chỗ như quán rượu, hộp đêm, trong đó có rất nhiều gái đẹp. Nhưng trước nay hắn ta chưa từng gặp qua ai xinh như Tô Ấu Vi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Ấu Vi, bạn học của gặp mặt ôn chuyện một chút, ngươi và Lữ Tuyết Yến đợi bên trong bệnh viện đừng đi, lát nữa ta tới đón các ngươi. Tiêu phàm vừa nói vừa khoác bả vai triệu hữu tài. Ai muốn đi ra ngoài với ngươi? Học bá ca, ta muốn tiếp tục giao lưu nhân sinh với các nàng. Triệu hữu tài dãy bả vai, nhưng ngay sau đó vẻ mặt thay đổi. Hắn ta cảm thấy cánh tay tiêu phàm tựa như gọng kìm, dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích được mảy mây. Học bá ca thả ta ra, đệt, tiêu phàm nắm bả vai triệu hữu tài rời đi, triệu hữu tài một đường hùng hùng hổ hổ. Tô Ấu Vi thở vào một hơi. Lữ Tuyết Yến nói Ấu Vi, ta kể cho ngươi nghe, tên khốn béo lúc nãy vừa tự đập nát xe của mình đấy, muốn sửa cũng sẽ tốn không dưới trăm nghìn tệ đâu. Không nói cái gì khác, hai đèn pha đằng trước và hai đèn xi nhan đằng sau đã tốn không ít tiền sửa rồi. Hắn tự làm tự chịu. Tô Ấu Vi hừ một tiếng. Tuy hiện tại trong xã hội có không ít người ăn vạ lừa tiền, nhưng Tô Ấu Vi hiểu rõ con người bà viện trưởng, bà sao có thể đi lừa tiền người khác. Ấu Vi, tên vừa rồi là bạn học cấp 3 của Tiêu Phàm, mà thành tích của Tiêu Phàm cũng tốt, vậy chẳng phải hắn cũng học cùng cấp 3 với bọn mình nhà, Lữ Tuyết Yến hỏi dò. Tô Ấu Vi lắc đầu hắn học trung học phổ thông số 1, chúng ta vào trung học phổ thông tư lập có cổ phần của nhà ngươi, sao có thể cùng trường được, với thành tích khi đó, Tô Ấu Vi muốn vào trung học phổ thông số 1 cũng được, nhưng vào trường trung học phổ thông tư lập là có thể miễn học phí, còn gần cô nhi viện hơn nữa. Thả ta ra, bả vai sắp nát rồi. Hai, ba năm không gặp, lá gan học bá ca cũng lớn nhỉ, dám đối xử với ta như thế. Con mẹ nó, ngươi có thể đứng thẳng trời khỏi huyện Lô Sơn thì coi như ta thua. Triệu hữu tài cắn răng nghiến lợi. Tiêu phà mang triệu hữu tài đến ngoài bệnh viện, triệu hữu tài, nghe nói nhà họ triệu các người ăn thông cả hắc bạch lưỡng đạo, là thổ hoàng đế bên này hả, ngươi biết thì tốt năng lực nhà họ triệu chúng ta ở huyện lôi sơn này vượt qua tưởng tượng của ngươi triệu hữu tài cực kỳ vênh váo hắn ta cao có đau khổ xoa bả vai mình hiện tại là ai làm chủ nhà họ triệu các người ba ngươi hay ông nội ngươi tiêu phàm dò hỏi triệu hữu tài hơi nheo mắt lại học bá ca hỏi cái này làm gì tuy rằng nhà họ triệu chúng ta được hoan nghênh nhưng chúng ta chỉ làm ăn chính đáng hiện tại ai làm chủ ngươi dẫn ta đi gặp người ấy Tiêu phàm lạnh nhạt nói. Hai mắt triệu hữu tài lập lề tỏa sáng, người trước mặt rất khác tiêu phàm trong ấn tượng của hắn ta. Hồi cấp ba, tiêu phàm cực kỳ cô độc, chỉ biết cắm đầu học tập, cũng không lớn gan như vậy. Hôm nay gan to rồi. Người cầm đầu nhà họ triệu bọn họ chính là hoàng đế huyện Lô Sơn này, ngay cả đại ca xã hội đang thấy cũng phải một mực cung kính. Học bá ca xác định chứ. Hiện tại do ba ta làm chủ, hắn mà nóng tính lên thì không hay đâu nhé. Triệu hữu tài ngoài cười nhưng trong không cười. Tiêu phàm cao mày, bảo ngươi dẫn ta đi thì ngươi mau chóng dẫn ta đi là được, nói bậy nhiều như vậy, có tin ta tát chết ngươi không hả? Đệt, ngươi khá lắm. Chờ lát nữa hy vọng ngươi đừng khóc, triệu hữu tài cười ác độc, nói xong thì móc chìa khóa xe tổng túi ra nhấn một cái, đèn chiếc Lamborghini Huracan gần đó sáng lên. Học bá ca, nhìn thấy gì chưa? Xe này phải ba, bốn triệu đấy, Ngươi có dành dụng cả đời chắc cũng không kiếm được nhiều tiền thế đâu. Thời buổi này ấy à, vẫn phải xem ai có tiền mới được, khỏe hơn người khác một tí cũng chẳng có tác dụng gì mấy đâu. Triệu Hữu Tài khinh thường nói. Triệu Hữu Tài biết ba mẹ tiêu phàm bị tai nạn xe cộ qua đời, điều kiện trong nhà cũng bình thường từ năm lớp 11 rồi. Đi trước dẫn đường đi, tiêu phàm nói xong, cũng móc chìa khóa xe ra, đèn xe Lamborghini Aventador cách đó không xa sáng lên, Triệu Hữu Tài há hốc cả miệng, đệt con mẹ, triệu hữu tài cảm thấy khó chịu như nuốt phải rùi bọ. Mình thật giống như ăn một cái con rùi chết, khó chịu một con. Con Lamborghini mới toanh của mình trông cũng bớt quách hẳn. Chiếc Lamborghini Huracan này là dạo gần đây hắn ta cuốn quyết lấy ba nhiều ngày nên ba mới mua cho, tính trong cái huyện nhỏ này đã đủ phong cách. Chẳng trách có thể tìm được cô bạn gái xinh đẹp như vậy, ra là phát tài. Nhưng chẳng qua là phất lên tí thôi, chẳng lẽ còn so được nhà họ triệu đến lúc ấy xe sẽ thành của mình, bạn gái cũng thế, triệu hữu tài căm phẫn nghĩ thầm, nghĩ vậy thì cảm thấy tâm lý thoải mái hơn nhiều. Bờ rừng, hai chiếc xe thể thao nhanh chóng phóng khỏi bệnh viện. Nhà họ triệu cách bệnh viện không xa lắm, nằm tại khu vực phồn hoa trong huyện. Nhà họ triệu chiếm mười mấy mẫu đất, xây một tòa biệt thự khổng lồ. Cho dù đứng trong huyện, giá trị căn biệt thự này cũng không nhỏ. Biện pháp an ninh không tệ. Tiêu phàm thầm nghĩ trong lòng, ngoài sáng đã có mười mấy bảo vệ phụ trách an ninh trong tối còn nhiều hơn số tiền một năm nuôi những người này đã kha khá rồi mẹ ba con đâu tiêu phàm theo triệu hữu tài vào biệt thự triệu hữu tài hỏi một người phụ nữ lớn tuổi ba con trong phòng sách đây là người phụ nữ nhìn sang tiêu phàm tiêu phàm cười nói chào gì ta là bạn học của triệu hữu tài ta đến tìm ba hắn có chút việc đối phương gật đầu không để ý tới tiêu phàm nữa Nàng ta cho rằng Tiêu Phàm muốn mượn quan hệ với Triệu Hữu Tài leo lên nhà họ Triệu của bọn họ, chuyện này cũng không hiếm gặp. Đi theo ta. Triệu Hữu Tài nhìn Tiêu Phàm. Hai người lên tới tầng 3 biệt thự. Triệu Hữu Tài đến trước cửa phòng làm việc của ba mình, gõ cửa mấy cái. Hắn ta cực kỳ kính sợ ba mình. Vào đi. Trong phòng có giọng nói truyền ra. Triệu Hữu Tài đẩy cửa tiến vào, phòng sách rộng tới 7, 80 mét vuông bên trong chỉ có mình ba của triệu hữu tài đối phương sắc bén quét mắt tới ba thằng nhóc này là bạn học của con hắn ép con dẫn hắn tới gặp ba ba tuyệt đối đừng khách sáo với hắn triệu hữu tài vội vàng nói tiêu phàm nhìn thoáng qua triệu hữu tài triệu hữu tài ngươi có thể ra ngoài rồi ta muốn nói chuyện riêng với ba ngươi một lát đừng đứng đây vướng víu ba của triệu hữu tài là triệu tông tường nghe vậy thì ánh mắt lộ ra vẻ khác thường Trước nay lão chưa từng thấy người trẻ tuổi nào đứng trước mặt lão còn dám phách lối như thế. Hữu tài, con ra ngoài trước đi, bạn học này của con thú vị đấy. Triệu Tông Tường ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu. Hai mắt Triệu Hữu Tài sáng lên, hắn ta cực kỳ quen thuộc nụ cười này của phụ thân, trên cơ bản, mỗi lần lão cười như vậy là sẽ có người gặp xui xẻo. Vậy con ra ngoài trước đây. Thuận tiện đóng cửa lại. Triệu hữu tài nhanh nhẹn đóng cửa ra ngoài, trong phòng sách chỉ dư lại tiêu phàm và triệu tông tường. Người trẻ tuổi, ngươi rất ngông cuồng, nhưng huyện Lôi Sơn không chứa được kẻ trẻ tuổi ngông cuồng như ngươi. Triệu tông tường thản nhiên nói. Tiêu phàm đi đến ghế sofa cạnh đó ngồi xuống, cười mỉa nói, ta nghe nói ngươi là thổ hoàng đế của huyện Lôi Sơn. Hai mắt triệu tông tường loe loé, đó là người khác nói, triệu tông tường này là người làm ăn đứng đắn. Ngươi tìm ta có chuyện gì, tiêu phàm cười hiếp mắt nếu như ngươi là thổ hoàng đế vậy có ngại để ta làm thái thượng hoàng không người trẻ tuổi ngươi quá cuồng vọng triệu tông tường giận dữ vỗ bột xuống mặt bàn trước mặt lão là thổ hoàng đế tiêu phàm đòi làm thái thượng hoàng thì chẳng phải chiếm tiện nghi của lão à tiêu phàm hờ hững không lấy súng lục trong ngăn kéo của ngươi ra à triệu tông tường tái mặt đúng là lão giấu một cây súng lục trong cơ quan ngầm của ngăn kéo thật nhưng tiêu phàm còn chưa tới gần sao có thể biết được người trẻ tuổi Ngươi nói vậy là có ý gì? Triệu Tông Tường ta sao có thể tàn trữ súng đạn? Triệu Tông Tường lạnh lùng trả lời, lão nghi ngờ tiêu phàm do đối thủ phái tới xử lý mình, có khi trên người tiêu phàm có camera mini gì đó. Tiêu phàm cười khẽ trong cơ quan ngầm ở ngăn kéo bên tay phải của ngươi, có gắn ống giảm thanh, đường kính 9 ly, bên trong có sẵn 8 viên đạn. Mặt Triệu Tông Tường trầm xuống. Tiêu phàm có thể nói chuẩn xác như vậy thì không thể nào là đoán mò rồi. Phản ứng đầu tiên của ông ta là trong biệt thự có nội gián. Tống giám đốc Triệu bị bệnh tim hả? Ta cảm thấy ngươi bị bệnh tim, tình huống còn rất nghiêm trọng. Tiêu Phàm cười tủm tỉm, sử dụng niệm lực tinh thần xâm nhập vào cơ thể Triệu Tông Tường, sau đó hóa thành một bàn tay vô hình, nắm lấy trái tim của lão. Ngươi, ngươi Triệu Tông Tường trắng mặt, cảm thấy đau đớn khó nhịn. Tim lão bị niệm lực tinh thần của Tiêu Phàm hóa thành bàn tay lớn nắm lấy nhịp tim của triệu tông tường bị cản trở, máu toàn thân trì trệ không bơm đủ. Ngươi thấy chưa, ta nói đúng quá mà, chắc chắn là tim ngươi có vấn đề. Tiêu phàm cười tủm tỉm. Triệu tông tường lập tức kéo mở ngăn kéo, nhấn một cái nút ẩn, súng ngắn giấu trong cơ quan ngầm lập tức rơi vào trong tay lão. Ngươi đang dở trò quỷ gì, mau dừng lại. Mặt triệu tông tường nghẹn đến đỏ bừng. Tiêu phàm cười ha hả nhìn triệu tông tường, không hề sợ hãi chút nào lập tức dừng tay, bằng không ta bắn chết ngươi, triệu tông tường lạnh lùng nói. Tiêu phàm vẫn không hề bị lay động, mặt triệu tông tường càng trướng đến đỏ rực. Ngươi tìm chết, triệu tông tường lạnh lùng nói, dứt khoát bóp cò. Viên đạn từ ống hãm thanh bắn ra, chuẩn xác nhằm thẳng đầu tiêu phàm. Nhưng dưới ánh mắt khiếp sợ của triệu tông tường, tốc độ viên đạn ngày càng chậm lại, cách tiêu phàm cả một mét đã đứng khựng lại tại chỗ. Bục triệu tông tường không chút do dự liên tục nã thêm ba phát đạn không có gì đáng ngờ cả ba viên đạn đều bị niệm lực tinh thần của tiêu phàm chặn lại tiêu phàm đạt được năng lực di chuyển tức thời bởi vậy niệm lực tinh thần cũng tăng lên tính đến hiện tại tiêu phàm có thể nhẹ nhàng ngăn chặn ba bốn viên đạn súng lục huống chi triệu tông tường dùng ống hãm thanh thứ này tuy có thể giảm âm thanh nổ súng nhưng đồng thời sẽ suy giảm lực đạn bắn ra tiếp đi chứ Tiêu phàm lạnh nhạt nói, bốn viên đạn rơi lạch cạch xuống mặt sàn gỗ. Đấy mắt triệu tông tường tràn đầy sợ hãi. Tay lão rung lên, không dám tiếp tục nổ súng. Bốn viên đạn đều không tổn thương được tiêu phàm mảy may, lão biết, có bắn nữa cũng vô dụng. Ta ta phục rồi. Triệu tông tường sợ hãi nói. Lão không ngờ trên đời còn có người như tiêu phàm, dùng viên đạn đối phó tiêu phàm chẳng có tác dụng gì. Tổng giám đốc triệu bị bệnh tim, có thời gian thì nên tới bệnh viện khám thử xem, nếu không thì không biết khi nào ngõm củ tỏi mà không rõ nguyên do đấy. Tiêu Phàm cười nói. Triệu Tông Tường cất súng lục, hít sâu một hơi, ngươi đã có thủ đoạn như vậy, Triệu Tông Tường này nhận thua. Ngươi muốn gì? Nhiều không dám nói, Triệu Tông Tường này vẫn có thể lấy ra hai, ba trăm triệu. Tiêu Phàm cười trả lời, Triệu Tổng không cần phải sốt ruột, con người ta dễ nói chuyện lắm, tuyệt đối không làm sát kẻ vô tội. Tất nhiên, ngươi cũng chẳng phải kẻ vô tội gì cả. Môi triệu tông tường co rúng, nhà họ triệu bọn họ có thể phát triển đến giờ tại huyện này đương nhiên không chỉ dựa vào làm ăn trong sạch mà thôi. Tổng giám đốc triệu, đừng ném thứ này lung tung, bị người thấy thì không hay đâu. Tiêu phàm chỉ xuống viên đạn dưới đất. Dưới ánh mắt trợn trừng của triệu tông tường, bốn viên đạn chậm rãi bay lên. Vèo vèo, vèo vèo, bốn viên đạn nhanh như chớp bay vòng quanh triệu tông tường, chỉ cần đụng trúng cơ thể là trên người lão sẽ nhiều ra một lỗ thủng. Dừng mau dừng tay. Ta phục thật rồi. Ta bán một ít gia sản, trong vài ngày là có thể gom đủ 500 triệu cho ngươi, nhiều hơn thì hơi phiền phức một chút, cần nhiều thời gian hơn. Triệu Tông Tường rung giọng nói. Với thực lực tiêu phàm triển lộ, dù mấy trăm ngàn người tới chắc cũng không phải đối thủ của hắn. Tiêu phàm thờ ơ, ngươi cảm thấy ta thiếu tiền à? khả năng sau này thế giới sẽ không được yên ổn, ta muốn ngươi xây một kho hàng lớn. Ta cần tàn trữ một số vật tư. Triệu Tông Tường ngẩng người, có thế thôi à, ngươi tranh thủ thời gian cho người xây xong nhà kho đi, vị trí hẻo lánh một chút cũng không sao, nhưng phải qua lại thuận tiện. Diện tích đại khái phải 20 mẫu. Mặt sàn kho và vách tường đều phải là xi măng cốt thép, dày 1 mét, nhất định phải áp dụng bê tông đặc, cũng không được tiết kiệm cốt thép. Triệu Tông Tường hít hà một hơi. Ghê gớm thật đấy, bê tông đặt dày một mét, rốt cuộc là xây kho hàng hay xây lô cốt, chia nhỏ cả kho thành 10 kho nhỏ, ở giữa là đường đủ cho xe tải hạng nặng đi lại, hai bên đường phân biệt làm năm nhà kho độc lập. Vách tường nhà kho độc lập cũng phải dày nửa mét. Nhà kho cần xây hai tầng, mỗi tầng cao 10 mét, một nửa tầng hai cũng làm thành nhà kho, nửa còn lại làm khu sinh hoạt. Tất cả cửa trong kho hàng đều phải làm từ hợp kim cường độ cao, loại nào mà xe tải hạng nặng chở đầy hàng cũng không va hỏng được ấy. Còn nữa, trong nhà kho còn cần 5 thang máy chở hàng và hai thang chở khách. Thang máy chở hàng phải đạt tải trọng hơn 10 tấn. Triệu Tông Tư nghe Tiêu Phàm nói yêu cầu xong thì ngớ cả người. Ngươi không phải muốn xây kho hàng, mà là thành lập một căn cứ sinh tồn siêu mạnh đấy chứ. Triệu Tông Tường nói. Tiêu Phàm cao mày, Tổng Giám Đốc Triệu cứ xây dựng theo yêu cầu của ta là được nếu thật sự có tai nạn gì sắp phát sinh thì gia đình ngươi cũng nằm trong số nạn nhân đấy xây nhà kho phải tốn bao nhiêu tiền ngươi cứ ứng trước đi khi nào xây xong ta thanh toán cho ngươi được chứ triệu tông tường hít sâu một hơi đã có nhà họ triệu đứng ra sao có thể dùng tiền của ngươi xây nhà kho được cấp bậc nhà kho như thế sẽ tốn kha khá chi phí nhưng triệu tông tường nào dám đòi tiền tiêu phàm tiêu phàm hỏi ngươi đánh giá tốc độ nhanh nhất phải tốn bao nhiêu thời gian triệu tông tường cân nhắc một hồi nếu chỉ là hai tầng, đổ sàn bê tông dày 1 mét thì có thể không dùng máy đầm nền, như thế sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nếu tìm thêm một vài đội thi công thì chắc chỉ cần 3 tháng. Tiêu phàm cao mày, những 3 tháng cơ à, triệu tông tường vội vàng nói, nếu thi công liên tục không nghỉ đêm thì 2 tháng là được. Tiêu phàm gật đầu, 2 tháng là trong khoảng thời gian hắn thừa nhận được. Cho ngươi 2 tháng, đến lúc ấy nói cho ta cái giá cuối cùng là được tiêu phàm nói xong thì đứng lên tổng giám đốc triệu chuyện ngày hôm nay ngươi biết ta biết ta không hy vọng có người thứ ba biết rõ nếu không thế lực sau lưng ta chắc sẽ diệt khẩu ngươi đấy tóc gáy triệu tông tường dựng đứng liên tục gật đầu tiêu thiếu xin lưu phương thức liên lạc lại chờ công trình có tiến triển gì thì ta có thể báo lại cho ngươi bất cứ lúc nào còn nữa nếu có chuyện khác thì tiêu thiếu cũng có thể liên hệ ta triệu tông tường vừa thấp thỏm lại hưng phấn lão là một thương nhân thành công biết rõ tiêu phàm tìm tới mình chưa chắc đã là chuyện xấu nhà họ triệu là địa đầu xà lớn mạnh ở đất lôi sơn nho nhỏ này cũng rất nhiều tài sản nhưng sức ảnh hưởng của nhà họ triệu chỉ giới hạn trong huyện lôi sơn bé tẹo này mà thôi mà giả tâm của triệu tông tường đâu chỉ có vậy đáng tiếc nếu nhà họ triệu còn mở rộng phát triển thì sẽ xúc phạm tới lợi ích của các thế lực khác chưa kể, nhà họ Triệu phát triển đến hiện tại, Triệu Tông Tường đã láng thoáng cảm nhận được nguy cơ, nếu có thế lực khổng lồ muốn thôn tính nhà họ Triệu thì nhà họ chưa chắc đã gánh nổi. Được rồi. Tiêu Phàm lạnh nhạt đáp, sau đó để lại số điện thoại và số bi e chát cho Triệu Tông Tường. Tranh thủ tăng nhanh tốc độ xây kho, mà nhất định phải đảm bảo chất lượng đấy. Triệu Tông Tường gật đầu lia lịa, Tiêu Thiếu yên tâm đi, dù phải đình công những công trường khác, ta cũng sẽ ưu tiên bảo đảm nhà kho tiêu thiếu muốn xây xong đúng hạn. Ừ, tiêu phàm gật đầu. Rất nhanh sau đó, tiêu phàm rời khỏi, triệu hữu tài lại không đi mà chạy vào phòng sách. Ba, tiêu phàm thật phách lối, huyện Lô Sơn là địa bàn của nhà họ triệu ta, con tìm người cho hắn một bài học nhé, triệu hữu tài vội vàng hỏi. Trong đầu hắn ta tràn đầy dáng vẻ tô ấu vi. Chỉ cần giải quyết tiêu phàm, hắn ta có lòng tin có thể bắt được tô ấu vi chát triệu tông tường nâng tay tác mạnh lên mặt triệu hữu tài về sau phải tôn kính vị bạn học này một chút nếu để ba biết con bất kính với hắn ba sẽ đánh gãy chân con triệu tông tường trầm giọng nói triệu hữu tài che mặt không dám tin tưởng chẳng lẽ tiêu phàm mới là con ruột của ba hắn ta bị nhặt về ba tại sao hắn chỉ là một thằng mồ côi ba mẹ chết hết con còn phải cung kính với hắn ấy à Triệu Hữu Tài không cam lòng. Triệu Tông Tường nhớ lại hình ảnh vừa rồi, mấy viên đạn đều bị Tiêu Phàm nhẹ nhàng ngăn cản. Quái vật đến mức súng cũng bắn không chết thì không phải người mà nhà họ Triệu họ đắc tội nổi. Chưa kể Tiêu Phàm đứng bất động ở nơi đó đã khiến trái tim lão đau nhức kịch liệt, hắn có đầy đủ thủ đoạn có thể lặng lẽ giết chết lão, còn không tra được nguyên nhân chết. Chắc, nghĩ tới đây, Triệu Tông Tường lại nâng tay cho con trai thêm một tác ba ngươi còn phải gọi hắn một tiếng tiêu thiếu đây này nếu hắn đơn giản như ngươi nói thì có phải ngươi cảm thấy ba ngươi điên rồi không hả triệu tông tường nghiêm khắc nói triệu hữu tài rùng mình trong ba có vẻ thật sự tức giận ba hắn hắn có lai lịch kinh khủng lắm ạ à, triệu hữu tài không dám tin triệu tông tường cao mày trả lời nếu hắn muốn diệt nhà họ triệu chúng ta thì nhà họ triệu không chống đỡ nổi ba ngày hắn là bạn học cấp ba của con à vâng Triệu hữu tài gật đầu. Triệu tông tường trầm giọng nói, vậy con phải cẩn trọng lợi dụng tầng quan hệ này, nỗ lực nịnh bợ hắn. Nếu hắn có yêu cầu gì, con phải tận lực thỏa mãn, ba sẽ dốc sức ủng hộ con. Triệu hữu tài run sợ. Rốt cuộc thì tiêu phàm là thần thánh phương nào, ba, ban nãy con đụng phải bạn gái của hắn, bạn gái của hắn xinh đẹp quá, thế nên con, con có nói mấy lời quá đáng. Con phải làm sao bây giờ, triệu tông tường trừng mắt, Thế mà còn đứng đây à? Cút đi xin lỗi ngay. Chuyện này còn cần ba dạy hả? Nếu không được hắn tha thứ thì đừng có về đây nữa. Con đi ngay đây. Triệu Hữu Tài vội vã rời đi. Triệu Tông Tường nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc thật lâu. Với độ cao của lão hiện tại thì lão đã lờ mờ biết trên đời này có thế gia võ đạo, tông môn võ đạo tồn tại, chỉ là hắn không ngờ đến súng đạn cũng không đối phó được người như thế thế hệ thanh niên đã có thể đạt đến trình độ cỡ này, chắc chắn là thiên tài võ đạo đỉnh phong. Có lẽ bản thân hắn cũng có địa vị không thấp trong tông môn võ đạo. Triệu Tông Tường thầm nghĩ trong lòng. Tiêu phàm tới bệnh viện, thẩm an mai đã nằm trên giường bệnh, đang được y tá đắp thuốc. Học trưởng không sao chứ, tô ấu vi thấy tiêu phàm bình an trở về thì thở phào nhẹ nhõm. Tiêu phàm cười nói, ta có thể có chuyện gì? Thẩm an mai ôn hòa, tiêu phàm, ta không có vấn đề gì lớn, nằm hai ngày là khỏe như vâm. Giờ muộn rồi, ngươi đưa mấy người ấu vi về sớm đi. Tô ấu vi nói, bà viện trưởng, mai là thứ bảy, tối nay để ta với Tuyết Yến ở lại đi, chúng ta tìm một khách sạn để ngủ, sáng mai sẽ tới chơi với đám nha nha. Bà viện trưởng, ta và ấu vi đã thương lượng với nhau rồi. Lữ Tuyết Yến cười nói. Lúc này, triệu hữu tài vội vã chạy tới, vừa thấy tiêu phàm đã quỳ phịch xuống đất tiêu ca vừa nãy là ta không đúng ngươi muốn đánh muốn chửi ta đều chịu mấy người tô ấu vi kinh ngạc nhìn triệu hữu tài lúc trước triệu hữu tài vô cùng phách lối sao tự nhiên lại nơm nớp như vậy rồi ngươi bị ba ngươi đánh nhà tiêu phàm thấy dấu bàn tay trên mặt triệu hữu tài triệu hữu tài gật đầu lại nhìn sang tô ấu vi chị dâu ban nãy trêu đùa ngươi là lỗi của ta ngươi cũng đánh ta trút giận đi tô ấu vi đỏ mặt ai ai là chị dâu ngươi ngươi đừng nói lung tung. Triệu hữu tài kinh ngạc, chị dâu, là chính ngươi nói có bạn trai mà, chẳng lẽ không phải tiêu ca. Ngươi với tiêu ca vô cùng xứng đôi, ta cảm thấy hai ngươi đứng chung một chỗ rất đẹp. Mặt tô ấu vi lập tức càng đỏ. Ta, lúc ấy ta chỉ không muốn ngươi cuốn quýt lấy ta nên mới nói như vậy. Triệu hữu tài gật đầu ra là thế, vậy thì gọi chị dâu cũng không sai, dù sao ta thấy ngươi và tiêu ca sớm hay muộn cũng ở bên nhau. Tiêu Phàm khoát tay, mau cút đi, bà viện trưởng còn cần tỉnh dưỡng. Triệu Hữu Tài thở hắt ra, lập tức đứng lên. "Tiêu ca còn có chuyện gì sai bảo không? Nếu Tiêu ca còn việc gì cần thì cứ nói, Triệu Hữu Tài sau này chính là đàn em của ngươi, ngươi bảo ta làm gì thì ta làm nấy." Triệu Hữu Tài nghiêm mặt nói. Tiêu Phàm suy nghĩ một lát, bên cô nhi viện không đủ người, ngươi bố trí hai người vào cô nhi viện, có kinh nghiệm làm việc liên quan là tốt nhất, cũng đừng cưỡng bắt người ta còn nữa nhà họ triệu các ngươi kiếm được nhiều tiền như thế mà cứ trơ mắt nhìn cô nhi viện trong địa bàn nhà mình rách nát thế cũng được à lần sau ta tới hy vọng có thể nhìn thấy chút thay đổi triệu hữu tài gật đầu lia lịa tiêu ca ta bảo đảm làm việc ổn thỏa tiêu phàm vẫy tay triệu hữu tài mau chóng rời khỏi thẩm an mai kiếp sợ hỏi tiêu phàm ngươi nói nhà họ triệu là nhà họ triệu kia sao tô ấu vi và lữ hải yến không biết rõ nhà họ triệu nhưng thẩm an mai ở huyện lôi sơn cả đời đương nhiên không lý nào không biết thổ hoàng đế huyện lôi sơn là gia tộc họ triệu phải tiêu phàm gật đầu thẩm an mai không dám tin nhìn chằm chằm tiêu phàm tiêu phàm vậy mà có khả năng khiến người của nhà họ triệu cúi đầu không cần biết hắn dùng thủ đoạn gì thì chuyện này cũng quá mức kinh người thẩm an mai còn không biết triệu hữu tài là con trai của triệu tông tường bằng không thì càng khiếp sợ tiêu phàm cảm ơn ngươi thẩm an mai nói Cô nhi viện của họ hiện tại chỉ có ba người lớn, lại cần trông nom mấy chục đứa trẻ, còn phải quản trong quả ngoài cô nhi viện, nhiều lúc cũng rất quá sức. Nếu người của nhà họ triệu đồng ý tìm hai người tới thì chắc chắn không có vấn đề gì. Bà viện trưởng yên tâm dưỡng bệnh là được. Tiêu phàm mỉm cười trả lời. Tích tích, điện thoại của tiêu phàm đổ chuông, hắn nhìn lướt qua, không ngờ lại là đường tại thiên gọi đến. Tiêu phàm đi ra khỏi phòng bệnh rồi nghe điện thoại tiêu thiếu da ở phía myanmar xảy ra chút chuyện người của tang huy hình như lại đến kho để kiểm tra lại lần nữa rồi sau đó bọn hắn phát hiện ra kho hiện tại trống không cái gì cũng không có mà sau đó bọn hắn còn tra được thêm là không hề có xe hay thuyền nào vận chuyển đồ ở bên trong ra ngoài hết giọng đường tại thiên từ đầu dây bên kia truyền tới tiêu phàm híp híp mắt lại lúc rời đi hắn đã phá hỏng camera giám sát của nhà kho rồi kể cả đám người tang huy có tra được đến đây đi chăng nữa thì bọn hắn ta cũng không thể có chứng cứ xác thực chứng minh được ông chủ đường vậy thì có vấn đề gì sao tiêu phàm cười nhẹ nói đường tại thiên đáp tiêu thiếu gia nếu như không có ghi chép về xe hoặc thuyền vận chuyển hàng hóa đi nơi khác mà nhiều hàng hóa như vậy lại biến mất không một dấu vết bọn hắn cảm thấy có thể hàng hóa đã được bí mật chuyển đi trong số bọn hắn có người đã báo cảnh sát rồi Cảnh sát Myanmar cảm thấy số hàng này có thể là hàng cấm, hiện tại đang cho người điều tra, có khả năng cao cảnh sát bên đó sẽ cùng với cảnh sát nước khác hợp tác điều tra về vụ này. Tiêu Phàm âm thầm cau mày. Không có ghi chép về việc vận chuyển hàng hóa thì đúng là rất dễ bị người khác nghĩ rằng ai đó đã âm thầm đem hàng đi mất. Trong trường hợp còn có người báo cảnh sát thì việc bị cảnh sát bên đó hoài nghi cũng rất bình thường. Tin tức này đối với hắn tất nhiên không phải tin tức gì tốt đẹp tiêu thiếu gia nếu như sau này ngươi còn định đi đến myanmar thì khả năng rất cao là ngươi sẽ bị cảnh sát ở đó tìm đến để điều tra cảnh sát bên nước khác cũng có khả năng sẽ tìm đến ngươi ngươi phải chú ý cẩn thận một chút đường tại thiên nói lô hàng đó đều là do đường tại thiên cho người chuẩn bị mà ở myanmar một vạn thanh đao cũng không được xét vào loại hàng cấm gì cả vậy nên bản chất đóng hàng đó cũng không có vấn đề gì nhưng nếu cảnh sát mà tìm đến cửa thì cũng là chuyện rắc rối tiêu phàm trầm giọng nói ông chủ đường ngươi có thể nhờ kim tướng quân ra mặt giải quyết việc này có được không tiêu thiếu gia việc này sợ là có chút bất tiện cảnh sát phụ trách vụ này và kim tướng quân cũng không phải chỗ thân quen mà hắn ta cũng không dễ đối phó chút nào hai bọn hắn trước giờ công việc đều ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau thế nên có lẽ kim tướng quân cũng không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này đâu đường tại thiên có ý xin lỗi nói Tiêu Phàm nghĩ nghĩ rồi đáp, ông chủ đường, ngươi có thể mời Kim Tướng Quân đến Thụy Lệ làm khách một chuyến không? Sau đó ta sẽ đến đoan lệ một chuyến, tự mình gặp mặt Kim Tướng Quân nói chuyện. Bên Myanmar sau này hắn còn cần phải qua đó nhiều, thế nên vấn đề này hắn mong có thể giải quyết êm đẹp, hắn không mong làm cho mọi chuyện lùng xùng lớn lên. Nếu như việc này bị làm lớn lên thì chưa chắc hắn có thể tự mình giải quyết được tốt. Đường Tại Thiên kinh ngạc nói, tiêu thiếu gia, Ngươi muốn tự mình trực tiếp gặp Kim tướng quân, ông chủ đường, chuyện này để bản thân ta gặp trực tiếp Kim tướng quân nói chuyện sẽ tốt hơn." Đường Tại Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, với giao tình của ta và Kim tướng quân thì việc hẹn hắn đến Thụy Lệ bí mật gặp mặt một lát cũng không phải vấn đề gì khó. "Tiêu thiếu gia định khi nào đến đây?" Tiêu Phàm nói, "Chờ Kim tướng quân đến được Thụy Lệ cũng cần có thời gian, vậy sáng mai ta sẽ ngồi chuyến bay sớm nhất qua đó." "Vậy được." Lúc đó ta sẽ cử dương quân đến sân bay đón ngươi Cúp điện thoại Tiêu phàm đi ra thử danh sách các chuyến bay ngày mai 6 rưỡi sáng ngày mai có một chuyến bay sớm Ngày mai hắn từ đây bay qua đó thì vẫn kịp Ấu Vi Ta sắp phải đi công tác một chuyến Ta sẽ đi vào chuyến bay sớm nhất sáng mai Thế nên bây giờ ta phải quay lại Giác Thành Tiêu phàm vào trong phòng bệnh nói với tô Ấu Vi Tô Ấu Vi gật gật đầu Đàn anh Bây giờ cũng muộn rồi Ngươi lái xe trở về thì cẩn thận một chút nhé." Trầm An Mai nói, "Tiêu Phàm, ngươi đưa hai người Tô Ấu Vi đi tìm khách sạn đi, đêm hôm khuya khoắt như vậy mà để hai cô gái đi tìm khách sạn ta không yên tâm." "Được." "Vậy viện trưởng ngươi dưỡng thương cho tốt nhé." Tiêu Phàm cười cười nói. Không lâu sau, Tiêu Phàm đã đưa Tô Ấu Vi bọn họ tới một khách sạn 4 sao gần đó. "U Vi, bây giờ ta cho ngươi số điện thoại của Triệu Hữu Tài." ở huyện lôi sơn này nếu như ngươi gặp bất kỳ phiền phức nào đều có thể tới tìm hắn hắn nhất định có thể giúp ngươi giải quyết tốt mọi chuyện tiêu phàm cười nói bản thân triệu hữu tài có thể không có năng lực lớn như vậy nhưng sau lưng hắn là triệu tông tường bản thân triệu tông đường là gia chủ nhà họ triệu thì cũng có thể được coi như là hoàng đế một phương rồi đàn anh ngươi ra ngoài công tác nhớ cẩn thận một chút tô ấu vi nói yên tâm Nói xong Tiêu Phàm liền rời đi ngay. Lữ Tuyết Yến khu khu tay trước mặt Tô Ấu Vi nói, "Ấu Vi, hồi thần lại đi, đàn anh của ngươi đã đi xa rồi, hiện tại ở cạnh ngươi chỉ còn tỉ tỉ ta đây thôi." Tô Ấu Vi lườm Lữ Tuyết Yến một cái, "Ngươi nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn phải chăm sóc cho bọn nha nha nữa, sẽ tương đối bận rộn đó." Qua một đêm, sáng sớm hôm sau, Tiêu Phàm liền lái xe đến sân bay từ khi tự hắn mua xe riêng thì việc đi lại các nơi cũng tiện lợi hơn rất nhiều tiêu thiếu gia tại sân bay của mang thành dương quân tới đón tiêu phàm hắn lái chiếc rôn roi của đường đại thiên đến dương ca kim tướng quân bao giờ tới vậy vừa lên xe tiêu phàm liền hỏi ngay dương quân cung kính đáp tiêu thiếu gia kim tướng quân có lẽ sẽ đến nơi cùng lúc với ngươi đấy ừm vậy ta ngủ một lát nhé tối qua ta ngủ muộn hôm nay trời chưa sáng thì ta đã phải dậy rồi nhanh chóng tới sân bay cho kịp chuyến bay rồi tiêu phàm vừa ngáp vừa nói nếu như tối qua hắn không luyện tập năng lực tinh thần thì với thể trạng của hắn vài ngày không ngủ cũng không thành vấn đề nhưng tối nào hắn cũng luyện tập năng lực tinh thần nên cũng tương đối hao tổn sức lực thời gian trôi qua từng phút từng giây tiêu tướng quân đã đến đoan lệ sớm hơn tiêu phàm một lát để gặp đường tại thiên đi theo bên cạnh hắn còn có vài tên vệ sĩ to lớn. Ông chủ đường, lâu lắm không gặp. Tiêu tướng quân và đường tại thiên ôm nhau một cái. Hắn có vóc dáng khôi ngô khỏe mạnh, nếu như đứng cạnh so sánh với đường tại thiên thì trong đường tại thiên gầy nhỏ hơn rất nhiều. Kim tướng quân, đúng là đã lâu chúng ta không gặp nhau, nhân dịp này chúng ta cũng có thể ngồi lại cùng nhau ăn một bữa cơm cũng là một ý không tồi. Đường tại thiên cười ha ha nói. Kim tướng quân nói chuyện, miệng lộ ra mấy chiếc răng vàng ông chủ đường mặc dù chúng ta quen biết cũng đã lâu giao tình cũng sâu nhưng ta không thể đồng ý với việc ngươi nói tiêu phàm là kẻ rất lợi hại võ thuật cao siêu được những cao thủ võ thuật ở hát quốc của các người tê cũng đã gặp qua vài người nhưng hầu như chỉ thấy toàn bọn giỏi khoa chân múa tay mấy người này lên võ đài biểu diễn một chút thì còn tạm được nhưng để đem đám người đó ra thực chiến thì căn bản không đáng để nhắc đến đường tại thiên âm thầm cao mày kể cả giao tình của bọn họ có sâu đi chăng nữa thì ý kiến này của kim tướng quân hắn cũng không đồng tình kim tướng quân ngươi nói thế là sai rồi tiêu phàm là người có bản lĩnh thật sự về việc này thì ta chắc chắn không lừa gạt ngươi đâu đường tại thiên nói kim tướng quân lắc lắc đầu hắn chỉ tay vào một vệ sĩ đi theo mà nói hắn tên là thái tháp đã từng ba lần vô địch giải đấm bốc ở đông nam á những người như hắn đây mới đáng gọi là cao thủ ông chủ đường người là bạn của ta ta không thể để người bị lừa như thế được. Đường Tại Thiên cười cười nói, Kim Tướng Quân, đợi đến lúc ngươi nhìn thấy tiêu phàm thì ngươi sẽ hiểu thôi. Tiếp tiếp. Vào lúc này, còi xe ô tô đang chở tiêu phàm vang lên. Dương quân lái chiếc rôn roi trở về, đường Tại Thiên đứng dậy ra cửa nghênh đón. Tiêu thiếu gia, Kim Tướng Quân cũng vừa mới tới. Hắn vẫn hoài nghi về thực lực của ngươi, hắn cho rằng võ thuật hát quốc chúng ta chỉ là thứ võ mèo cào không đáng để mắc tới. Đường tại thiên hạ thấp giọng nói. Tiêu phàm khẽ nhếch mày. Hắn là người sở hữu dị năng, đúng thật là không thể nói là đại diện cho võ thuật hát quốc, nhưng võ thuật hát quốc cũng không phải thứ có thể để người ngoài coi thường. Kim tướng quân, để ta giới thiệu, vị này chính là tiêu phàm, tiêu thiếu gia. Tiêu thiếu gia, đây là kim tướng quân, là tướng quân đến từ Myanmar, dưới trướng của hắn ta có hơn hai vạn người. Đường tại thiên giới thiệu kim tướng quân xin chào tiêu phàm mỉm cười nói hắn vươn tay ra nói lời chào kim tướng quân không hề có ý định đáp lại cái bắt tay của tiêu phàm hắn đưa mắt nhìn sang tên vệ sĩ đứng cạnh bảo hắn chúng ta cũng nên đáp lại cái bắt tay của tiêu thiếu gia đi chứ tên vệ sĩ đứng cạnh kim tướng quân đưa tay về phía tiêu phàm mắt tiêu phàm xẹt qua một tia lạnh nhạt đường tại thiên cũng có chút không bằng lòng tốt xấu gì thì đây cũng là người mà hắn đã giới thiệu được thôi, chúng ta bắt tay nhau một cái. Tiêu phàm vẻ mặt lạnh nhạt nói. Khi hai người bắt tay nhau, rõ ràng có thể nhận thấy tay tiêu phàm có đôi chút nhỏ hơn so với tay vệ sĩ. Hay già, tên vệ sĩ gắng sức nắm chặt lấy tay tiêu phàm hồng khiến hắn chịu khổ một phen. Ha ha, thiết thủ, nhẹ tay một chút, đừng làm cao thủ võ thuật của chúng ta bị thương đấy. Kim tướng quân nhàn nhạt nói, đối với lực tay thủ hạ của mình thì hắn luôn có tự tin rất lớn lực tay của nam thanh niên bình thường cũng chỉ khoảng 40-50 kg, nhưng thuộc hạ của kim tướng quân có lực tay lớn hơn nhiều, khoảng 150 kg, lực tay của hắn gấp 3 lần so với người bình thường. Ông chủ cứ yên tâm. Thiết thủ nhếch mép cười một cái. Tiểu tử, ngươi vẫn là nên ngoan ngoãn quay lại về trường mà đi học thì hơn. Tiểu phàm trông chẳng khác gì mấy tên công tử bột, trên tay của hắn cũng chẳng thấy có tí chuột nào, thế nên hắn cũng không cảm thấy được tiêu phàm mạnh được đến mức nào. Có chăng thì là túi tiền hắn nặng mà thôi. Hửm, mặt thiết thủ nhanh chóng biến sắc. Hắn đã đồn đến 6-7 phần lực, lực nắm chắc cũng đạt tới hơn trăm cân nhưng vẻ mặt của tiêu phàm vẫn như không, mà cùng lúc đó từ tay của tiêu phàm cũng bắt đầu phát lực. Tiểu tử, ngươi dám chọc giận ta. Thiết thủ lạnh lùng nói, lực hắn dồn lên nắm tay cũng lên tới 9 phần. Lực tay này của hắn đủ để bóp nát xương bàn tay của người bình thường. Nhưng lực từ tay tiểu phàm truyền đến lớn hơn nhiều làm cho hắn không thể dồn hết toàn lực được. Chỉ có thế này thôi sao, tiêu phàm cười nhạt, vừa nói, hắn vừa nắm chặt hơn. Thể chất của hắn vượt qua cả giới hạn cao nhất của một người bình thường. Lực nắm của một tay của hắn cũng đã gần 300kg người thiết thủ cố gắng chịu đựng. Cho dù tiêu phàm mạnh hơn hắn, hắn cũng tin rằng bản thân có thể chịu được. Nhưng khi lực từ tay Tiêu Phàm truyền đến vượt quá 200 kg, hắn cảm thấy bản thân chịu không nổi nữa rồi. Mặt hắn đỏ rực cả lên. "Thua, thua, ta nhận thua." Thiết Thủ Hoảng Loạn kêu lên. Nếu tiếp tục có lẽ tay hắn sẽ bị Tiêu Phàm bóp đến tàn phế mất. "Mới thế mà ngươi đã nhận thua rồi. Chỉ vừa mới bắt đầu mà ngươi đã không thể chịu nổi, thật là quá nhàm chán." Tiêu Phàm lắc đầu ngao ngán, hắn lại hơi tăng thêm chút lực thiết thủ mặt mày nhăn nhó, tay truyền đến cảm giác đau đớn tột cùng khiến hắn thiếu chút nữa không kìm được mà chảy nước mắt. Nhìn dáng ngươi cũng to lớn như vậy sao tay lại không có chút lực thế này, tiêu phàm lắc đầu, hắn mặt không đổi sắc mà buông tay ra. Thiết thủ liền nhanh chóng rút tay về, hắn vội giấu bàn tay đã sưng tấy ra sau lưng, tay của hắn không ngừng run rẩy. Ông chủ, hãy để ta tới so thử sức với hắn một chút tên vệ sĩ mà ba lần vô địch đấm bốc ở đông nam á đứng bên cạnh kim tướng quân nói hắn muốn vớt lại chút mặt mũi cho kim tướng quân kể cả tiêu phàm có khỏe đi chăng nữa thì cũng chưa chắc hắn ta giỏi về đấm bốc được tiêu phàm lắc lắc đầu không cần phải phiền phức như vậy không phải ngươi có mang theo dao găm hay sao nếu như ngươi có thể làm cho ta chảy một giọt máu thôi thì cũng coi như ta thua quán quân đấm bốc thái tháp nheo mắt lại nói ngươi nói thật chứ tiêu phàm nhìn về phía dương quân dương ca ngươi tới đi được dương quân gật gật đầu hắn móc từ eo ra một con dao găm trong chớp mắt lao nhanh đâm về phía tiêu phàm dương quân biết rõ tiêu phàm là người mà đến đạn cũng có thể chặn được thế nên việc hắn muốn dùng dao găm để làm tiêu phàm bị thương là điều không thể xảy ra đám người kim tướng quân mặt mày đều biến sắc chơi lớn đến vậy sao khi con dao găm của Dương Quân đến gần tiêu phàm trong phạm vi 10cm, hắn liền cảm thấy dao găm của bản thân như bị kem vào một lớp cao su dày, dù có muốn đâm sâu thêm 1cm thôi cũng rất khó khăn. Tiêu thiếu gia, lớp chân khí bảo vệ quanh người của ngươi thật lợi hại, ta tấn công không được. Dương Quân lắc lắc đầu nói. Đám người kim tướng quân đều nửa tin nửa ngờ. Nhìn Dương quân cũng không giống như tấn công giả vờ, nhưng ở hát quốc thật sự có võ thuật gia tài giỏi đến vậy hay sao, thái tháp, ngươi tới đi. Kim tướng quân trầm giọng nói. Vâng, tướng quân. Thái tháp lôi con dao găm của bản thân ra, hắn lùi lại một bước, chỉ trong chớp mắt hắn đã dốc toàn lực lao tới, con dao găm trong tay hắn lao về phía vai của tiêu phàm. Năng lực tinh thần của tiêu phàm hóa thành vô số sợi tơ nhỏ quấn quanh dao găm của thái tháp. Khi con dao găm chỉ còn cách tiêu phàm 10cm tinh thần niệm lực của tiêu phàm cũng toàn lực kéo con dao hướng ra ngoài, lúc này đây thái tháp cũng có cảm giác giống dương quân. Hiện tại hắn muốn đâm dao vào sâu thêm một cm thôi cũng rất khó khăn. Hay ia, yeah, thái tháp rút con dao lại, sau đó hung dữ mà đâm thẳng con dao về phía đầu tiêu phàm. Kết quả không có gì thay đổi. Nếu như súng của các ngươi có lắp ống giảm thanh thì các ngươi cũng có thể lấy súng bắn thử xem, tiêu phàm nhàn nhạt nói. Ánh mắt kim tướng quân chợt lóe lên, hắn có mang theo súng mà súng của hắn cũng đã gắn ống giảm thanh rồi kim tướng quân lập tức rút khẩu súng ra đứng lên rồi hướng về phía chân của tiêu phàm nổ hai phát đạn ở khoảng cách gần như vậy kim tướng quân rất tự tin đối với khả năng bắn súng của bản thân mình tiêu phàm chỉ đứng yên động cũng không động lấy một chút hai viên đạn nhanh chóng bay đến gần đùi của tiêu phàm ken ken hai viên đạn rơi xuống sàn làm cho đám kim tướng quân đều trợn mắt há mồm đến cả đường tại thiên cũng kinh ngạc không thôi hắn đã từng nghe dương quân kể lại rằng tiêu phàm có thể dùng tay không đỡ đạn nhưng nghe kể không thể bằng hắn nhìn thấy tận mắt được việc này thật sự làm người ta kinh ngạc không thôi chúng ta còn cần thử đọ sức nữa không tiêu phàm nhìn thái tháp nhàn nhạc nói thái tháp lắc đầu liên tục tên quái vật này đến đạn cũng không để làm hắn ta bị thương thì hắn còn đến đọ sức cái nổi gì có khi tiêu phàm chỉ cần đánh một chiêu thôi cũng đủ cho hắn vào viện ngắm lan can vài tháng trời rồi ngươi lợi hại ta phục rồi thiết thủ đứng bên cạnh tâm phục khẩu phục mà nói ban nãy bãi dưới tay tiêu phàm trong lòng hắn còn có chút không phục nhưng bây giờ sau khi thấy đến đạn bắn cũng không làm tiêu phàm bị thương được thì thiết thủ cũng tự nhận thức được với chút bản lĩnh cỏn con của mình không đủ để làm hại được đến một cộng lông của tiêu phàm tiêu thiếu gia xin thứ lỗi cho ta kiến thức thiển cận có mắt mà không thấy thái sơn hát quốc không hổ danh là quốc gia có lịch sử văn hóa lâu đời những người có võ nghệ như ngươi thật sự xứng đáng là một kỳ tích kim tướng quân cúi đầu nói kể cả dưới trướng hắn có hai vạn người đi chăng nữa thì khi đứng trước những người như tiêu phàm hắn cũng không thể vênh váo được nếu như tiêu phàm muốn giết hắn thì chính hắn cũng không thể làm gì được hơn nữa chắc chắn tiêu phàm không phải vừa sinh ra đã lợi hại đến vậy vậy thì phía sau lưng hắn phải có thế lực đáng sợ đến mức nào chỉ nghĩ thôi mà Kim Tướng Quân đã thấy lạnh sống lưng rồi. Kim Tướng Quân, bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một chút không? Đúng rồi, những chuyện vừa xảy ra ta không hy vọng bị truyền ra ngoài, nếu như ai truyền ra ngoài dù chỉ một chữ, thì hắn ta cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Tiêu Phàm nhạt giọng nói. Kim Tướng Quân gật gật đầu, Tiêu Thiếu Gia yên tâm. Thái Tháp, các ngươi nhất định không được hé răng nửa chữ, nếu không thì đừng trách ta độc ác vô tình đám thái tháp gật đầu liên tục kim tướng quân phất phất tay để đám thái tháp lui ra ngoài đường tại thiên cũng để dương quân ra ngoài trước trong phòng giờ chỉ còn lại ba người bọn họ đường tại thiên cười nhẹ nói kim tướng quân chúng ta cũng là bạn bè đã vài chục năm rồi chẳng nhẽ ta còn lừa ngươi hay sao bây giờ ngươi giả biết tiêu phàm lợi hại đến mức nào rồi chứ biết rồi kim tướng quân gật gật đầu chuyến này đi cũng đáng lắm Thật đúng là giúp ta mở mang tầm mắt." Đường Tại Thiên bưng ấm trà lên, hắn rót cho Tiêu Phàm một chén trước. Tiêu Phàm cầm ly trà lên, nhấm một ngụm. "Tang Uy là do ta giết đấy." Mặt Kim Tướng quân biến sắc, Tang Uy là một tên trùng buôn ma túy, những người muốn giết Tang Uy chắc chắn nhiều hơn những người muốn giết hắn ta, thế nên đối với việc bảo vệ bản thân thì Tang Uy cũng rất cẩn thận. Thế mà hắn vẫn bị giết trong tay Tiêu Phàm. Vậy thì nếu như tiêu phàm muốn giết hắn, hắn có chạy đằng trời cũng không thoát được. Đường Tại Thiên nói, Kim Tướng Quân, Tan Uy đã hai lần phái người muốn giết chết tiêu thiếu gia, lần đầu tiên thì tiêu thiếu gia đã tha cho hắn một con đường sống, nhưng hắn vẫn cố tình lao đầu vào, cố giết tiêu thiếu gia thêm lần nữa. Đường Tại Thiên nói, Ừm, giết hay lắm. Kim Tướng Quân gật gật đầu, một tên trùng ma túy như hắn chết đi, đối với bách tính muôn dân đều là chuyện tốt đường tại thiên nói lần này tiêu thiếu gia nhờ ta hẹn ngươi đến đây gặp mặt là có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ thời gian gần đây tiêu thiếu gia có nhờ ta giúp hắn chuẩn bị một lô hàng hóa môn phái phía sau tiêu thiếu gia không muốn để người ngoài biết thế nên chuyện này chúng ta không muốn có người điều tra sâu hơn kim tướng quân thầm kinh ngạc trong lòng một vạn tấn lương thực vậy thì phía sau lưng tiêu phàm phải có bao nhiêu người họ mạnh đến mức nào chứ kim tướng quân có thể giúp ta việc này không Tiêu Phàm nhàn nhạt nói: "Nếu như ngươi không thể giúp ta, thì phiền ngươi giới thiệu cho ta biết cảnh sát Myanmar phụ trách vụ này, ta đích thân đến nói chuyện cùng hắn cũng được." "Có thể, có thể. Tuyệt đối không có vấn đề gì." Kim tướng quân vội nói. Tên cảnh sát phụ trách vụ án này với hắn không phải người cùng hội cùng thuyền, thế nên hắn không hề mong muốn đối phương nhờ vụ này mà tiếp xúc được với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nói: "Tiêu tướng quân chắc chắn chứ?" nếu như có gì không ổn thì ngươi cũng không cần cưỡng ép bản thân đâu kim tướng quân gật gật đầu tất nhiên là ta chắc chắn rồi tên cảnh sát phụ trách vụ án này là một kẻ không dễ nói chuyện bình thường thì ta lười để ý đến hắn nhưng đây là chuyện của tiêu thiếu gia thế nên ta sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ tiêu phàm gật gật đầu vậy thì chuyện này ta phải làm phiền kim tướng quân giúp đỡ rồi tốt nhất là ngươi đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào cả nếu không lỡ như mà ta bị phiền phức thì có lẽ kim tướng quân cũng sẽ bị cuốn vào theo đó tiêu thiếu gia yên tâm chắc chắn ta sẽ giải quyết gọn gàng sẽ không để xảy ra bất cứ vấn đề gì đâu kim tướng quân liên tục bảo đảm tiêu phàm cười cười nói vậy thì làm phiền kim tướng quân rồi ngươi và ông chủ đường đều là những người bạn chơi với nhau vài chục năm thật làm người khác ngưỡng mộ ta hy vọng sau này chúng ta cũng có thể trở thành bạn bè lâu dài của nhau trong lòng đường tại thiên mừng thầm chỉ cần có câu nói này của tiêu phàm vậy thì mọi thứ mà hắn giúp đỡ cũng như bỏ ra cho tiêu phàm đều xứng đáng kim tướng quân cười nói tiêu thiếu gia vậy thì chúng ta từ nay đã là bạn bè rồi nếu sau này ngươi có việc gì cần nhờ ta giúp đỡ thì cứ việc mở miệng nói một câu dù sao thì ở myanmar lời nói của ta cũng có chút trọng lượng được tiêu phàm gật gật đầu kim tướng quân đứng dậy nói tiêu thiếu gia việc này của ngươi tốt nhất là nên giải quyết ngay không nên kéo dài thời gian thêm nữa bây giờ ta sẽ gọi một cuộc điện thoại về đó trước đã sau đó ta sẽ về đó ngay để giúp ngươi xử lý tốt chuyện này sau này nếu ngươi đến myanmar chúng ta có dịp lại tụ tập sau lão kim ta sẽ làm chủ đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xuống uống vài chén tiêu phàm cũng đứng dậy kim tướng quân vậy thì việc này phải nhờ ngươi giúp đỡ rồi vất vả cho ngươi chuyện nhỏ đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ông chủ đường, vậy ta đi trước đây, tạm biệt. Kim tướng quân lập tức rời đi, nếu như hắn muốn giải quyết chuyện của Tiêu Phàm một cách êm đẹp thì bây giờ hắn phải nhanh chóng trở về. Tiêu thiếu gia, lần này là tại ta vô dụng, là mươi mất công phải đích thân đến đây một chuyến." Đường Tại Thiên có chút ấy nấy nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, "Lần này ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, lần này cũng nhờ có ngươi mà ta quen biết được với nhân vật lớn như Kim tướng quân." Việc này đối với ta mà nói thì chỉ có lợi chứ không có hại. Sau này nếu như ta muốn làm gì ở Myanmar thì cũng tiện hơn rất nhiều. Đường Tại Thiên cười nói, ta cũng phải cảm ơn tiêu thiếu gia, nhờ có tiêu thiếu gia thể hiện ra khả năng phi thường của bản thân mà làm cho quan hệ giữa Kim Tướng Quân và ta cũng bền chặt hơn nhiều. Tình người là thứ rất dễ bị biến chất, lợi ích cũng là thứ có thể bị lợi ích lớn hơn thay thế một cách dễ dàng. Chỉ có sức mạnh thực lực với là thứ vĩnh viễn khi tiền tài và danh vọng xung quanh người càng ngày càng cao càng ngày càng nhiều thì tình người cũng là thứ sẽ dần dần biến mất đường tại thiên đã cảm thấy kim tướng quân càng ngày càng trở nên tham lam ở trước mặt hắn nhưng hôm nay có sự xuất hiện của tiêu phàm hơn nữa tiêu phàm và hắn còn có mối quan hệ không tồi thế nên đường tại thiên biết rằng sau này kim tướng quân ở trước mặt hắn cũng sẽ tự biết thu lại lòng tham của bản thân điều này đối với hắn mà nói là tin tốt ông chủ đường Gần đây ông có mua được viên đá thô nào tốt một chút không? Đằng nào thì ta cũng đã tới đây một chuyến rồi, nếu như ông có thì có thể đem ra để ta tiện thể xem qua một chút không?" Tiêu Phàm cười nói. Hai mắt Đường Tại Thiên sáng lên, "Tiêu thiếu gia, gần đây ta có mua được khoảng 10 viên đá thô chất lượng không tồi. Từ khi biết được năng lực của Tiêu Phàm, tất nhiên là Đường Tại Thiên sẽ thu mua nhiều đá thô chất lượng cao rồi. Những viên đá như vậy giá sẽ cao, mà rủi ro cũng lớn." Nhưng đối với Tiêu Phàm thì chẳng có chút rủi ro nào cả. Vậy để ta xem thử xem." Tiêu Phàm cười nhẹ nói. Không lâu sau đám người Tiêu Phàm đã cùng nhau đi xuống kho đá thô của Đường Tại Thiên. Ở đây tổng cộng có 12 viên đá thô, kích cỡ trung bình của chúng so với 11 viên đá trước đó thì nhỏ hơn một chút. Hiện giờ năng lực tinh thần của Tiêu Phàm đã tăng lên, thế nên hắn có thể dùng 3-4 lần thấu thị trong một khoảng thời gian ngắn thế nên 12 viên đá thô này tiêu phàm có thể nhìn hết chỉ trong một lần. Có một viên lãi cực lớn, hai viên nếu cắt ra sẽ lỗ nặng, còn lại những viên khác đều là lãi nhỏ lỗ nhỏ mà thôi. Vài phút sau, tiêu phàm đã xem xong toàn bộ số đá. Trong mắt đường tại thiên lộ ra một ti kinh ngạc, ban nãy tiêu phàm lại dùng từ, lãi cực lớn, để miêu tả. Nếu như không phải lãi gấp 10 lần thì sẽ không có chuyện tiêu phàm dùng từ như thế. Ở chỗ này, Viên đá rẻ nhất của hắn cũng đã có giá 3.000.400.000 vạn, nếu như lãi gấp 10 lần thì số phỉ thúy mà hắn cắt ra có thể lên đến giá ít nhất là 3400 triệu, đây là một con số lợi nhuận lớn đến kinh người. Tiêu thiếu gia, viên đá nào là viên đá có thể lãi được cực lớn vậy? Đường Tại Thiên liền vội vàng hỏi. Tiêu Phàm chỉ tay vào viên đá tương đối to ở trong đống đá đó, là viên này, phỉ thúy bên trong viên đá này có giá trị rất cao ta đoán rằng số vị thúy bên trong viên đá đó cũng phải đáng giá tới năm sáu trăm triệu đường tại thiên hít sâu một hơi chỉ tính số vị thúy trong viên đá này thôi cũng đã cao hơn giá hắn mua tất cả chỗ đá ở đây rồi những viên đá khác hắn có thể bán lại có thể bán lại cho người khác cũng được vậy thì tổng lợi nhuận mà lô đá này mang đến cho hắn có thể lên đến năm trăm triệu nếu như hắn trả cho tiêu phàm theo giá một nghìn vạn cho công cố vấn một viên đá thì hắn có thể kiếm được ba trăm tám mươi triệu Số tiền này gấp 3 lần số tiền cần trả cho Tiêu Phàm. Đường Tại Thiên cảm thấy chuyến này mình lời lớn rồi. "Tiêu thiếu gia, vậy lần này ta trả cho ngươi 200 triệu phí cố vấn nhé." Đường Tại Thiên nói. Chỉ cần Tiêu Phàm đồng ý nhận tiền, thì kể cả hắn ta có bảo hắn trả 300 triệu hắn cũng đồng ý trả. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, "Trước đây chúng ta đã thống nhất với nhau rồi mà. Ngươi cứ đưa cho ta 120 triệu là được rồi." Dù sao thì lần này ngươi may mắn tìm được viên đá tốt, nhưng chắc gì sau này cũng có thể được như hôm nay đâu. Nếu như lần sau ngươi không tìm được viên đá nào đem lại lợi nhuận lớn thì người lỗ vẫn là ngươi mà. Đường Tại Thiên vẫn khuyên Tiêu Phàm thêm vài câu, nhưng hắn cũng vẫn kiên quyết không nhận tiền. "Tiêu thiếu gia, vậy thì theo ý ngươi đi." Đường Tại Thiên nói. Qua không bao lâu, Đường Tại Thiên đã chuyển 120 triệu vào tài khoản của Tiêu Phàm. Vì số lượng tiền chuyển vào tài khoản quá lớn, vậy nên ngân hàng trưởng của ngân hàng mà Tiêu Phàm đang gửi tiền lập tức nhận được thông tin. Lại có 120 triệu được chuyển vào tài khoản sao? Hiện giờ hắn đang ở bên ngoài, bằng tốc độ nhanh nhất có thể, hắn chạy nhanh về ngân hàng. Ngân hàng trưởng, ngươi xem này, trước đó tài khoản của Tiêu Tiên Sinh đã có 220 triệu rồi, hôm nay tài khoản lại được chuyển thêm vào 120 triệu nữa hiện tại số dư tài khoản của hắn đã lên tới con số 340 triệu rồi. Quản lý ngân hàng kinh ngạc nói. Bản thân là quản lý ngân hàng nên đối với những khoản tiền hắn cũng không lạ gì, nhưng chẳng ai chỉ để không 340 triệu trong tài khoản cả, trường hợp này hắn mới thấy lần đầu. Số tiền lớn như vậy, nếu chủ của nó gửi tiết kiệm hàng tháng thì số tiền lãi mỗi năm có thể lên đến hơn 1.000 vạn. Nguồn gốc của số tiền này có vấn đề gì không, không có đâu ngân hàng trưởng số tiền này được chuyển đến từ tập đoàn đường thị. Ngân hàng trưởng gật gật đầu. Trong lòng hắn thầm cân nhắc xem liệu bản thân có nên đích thân đến gặp vị tên là tiêu phàm này một chuyến hay không? Những vị khách hàng lớn như thế này nếu họ có gì không vừa lòng với sự phục vụ của ngân hàng mà chuyển tiền đi thì cũng là một tổn thất lớn đối với ngân hàng. Gần 2 tháng mà có những hơn 300 triệu. Chỉ tính nguyên số tiền một tháng hắn chuyển vào thôi cũng đã vượt chỉ tiêu của ngân hàng rồi ngân hàng trưởng thầm cảm thán trong lòng. Là người quản lý của cả một ngân hàng thì tất nhiên số tiền lương mà hắn nhận mỗi tháng cũng không thấp. Nhưng nếu so sánh với số tiền mà tiêu phàm kiếm ra trong một tháng thì số tiền lương của hắn đúng là không đáng để nhắc đến. Đám người tiêu tướng quân lái xe với tốc độ nhanh nhất về đến biên giới Myanmar. Thiết thủ, thái tháp, các ngươi cảm thấy tiêu phàm như thế nào, kim tướng quân nghi hoặc hỏi. Trên chiếc xe hắn đang ngồi chỉ có ba người là hắn, thiết thủ và thái tháp. Thái tháp trầm giọng nói, tướng quân, người như tiêu thiếu gia chúng ta không thể đắc tội được, người như hắn có thể dễ dàng giết ta như giết gà vậy, hơn nữa phía sau lưng hắn chắc chắn còn có một thế lực đáng sợ chống lưng cho nữa. Thiết thủ cũng nói, tiêu thiếu gia mới chỉ khoảng 20 tuổi, ta đã nghiên cứu qua võ thuật của Hát Quốc. Những người ở Hát Quốc tu luyện nội công mà có thành tựu nhất định thì có thể sống đến tận 150 tuổi. Ai mà biết được trong môn phái của hắn những người tu luyện đã lâu có thể giỏi đến mức nào chứ? Trên mặt Kim Tướng quân lộ ra một nụ cười nhạt, chúng ta quen biết với Tiêu thiếu gia, đây đối với chúng ta mà nói thì cũng là duyên trời ban, là chuyện tốt hiếm thấy rồi. Các ngươi nhớ quản tốt cái miệng của bản thân đấy. Dạ, chúng ta hiểu rõ. Thiết Thủ và Thái Tháp Đồng Thanh nói. Bọn hắn vẫn còn muốn học hỏi chút ít từ chỗ Tiêu phàm cơ mà tiêu phàm thế mà có thể chặn được đạn bắn đây đúng là năng lực mà bọn hắn thèm muốn có được nếu như hai người bọn hắn cũng làm được như vậy thì ngày tháng sau này của bọn hắn cũng có thể thoải mái hơn bây giờ rất nhiều rồi sau khi nhờ kim tướng quân giải quyết mọi chuyện tiêu phàm yên tâm mà trở về giác thành với tầm ảnh hưởng của kim tướng quân bên myanmar thì không thể có chuyện chút vấn đề này mà hắn không xử lý được tang uy cũng đã chết rồi ai còn dám nắc tội kim tướng quân vì chuyện này cơ chứ? Kể cả tên cảnh sát điều tra vụ việc này không phải người cùng hội cùng thuyền với kim tướng quân, bản thân hắn cũng không phải người dễ nói chuyện đi chăng nữa thì có lẽ hắn cũng không thể không cho kim tướng quân chút mặt mũi nào cả. Dù sao thì đắc tội với người như kim tướng quân đối với hắn mà nói cũng không có chỗ nào tốt. Tiếp tiếp. Tiêu Phàm vừa xuống máy bay thì điện thoại đã đổ chuông, là giảng viên của hắn, Phùng Hải Xuyên gọi đến lão phùng không lẽ bên trường đại học lại muốn đuổi học ta rồi hay sao tiêu phàm mở miệng nói phùng hải xuyên gấp gáp đáp tất nhiên là không phải rồi trường chúng ta hiện tại đang có danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ta đã xin lấy cho lớp chúng ta hai suất trong đó có một suất ta để dành cho ngươi đó hửng mặt tiêu phàm nghẹt ra dành suất sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cho hắn ư phùng hải xuyên nói tiêu phàm à là thế này mặc dù ngươi có nhà ở thành phố, nhưng bố mẹ của ngươi đều đã qua đời, vậy nên xuất sinh viên có hoàn cảnh khó khăn này dành cho ngươi cũng không có vấn đề gì hết. So sánh với mặt bằng chung trong lớp chúng ta thì hoàn cảnh của ngươi cũng tương đối khó khăn, mà hai năm trước ngươi cũng có tên trong danh sách này rồi. Ta cũng đã hỏi ý kiến của các thành viên khác trong lớp, bọn hắn đều nói là không có vấn đề gì cả. Tiêu phàm, số dư tài khoản của hắn hiện giờ có hơn 300 triệu lận, nếu để hắn nhận tiền dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thì cũng có chút vô lý. Khụ khụ, lão Phùng, suất tiền thưởng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn này đừng để cho ta, ta không phù hợp với điều kiện đưa ra đâu. Phùng Hải suy ngang ủi nói, tiêu phàm, dù sao tiền thưởng lần này cũng được những 3.000 đồng, ngươi đừng có ngại, thực ra lần này lớp chúng ta có hai suất cũng có liên quan đến ngươi đó. Hiệu phó tiêu định đuổi học ngươi, thế nên phía trường học cho lớp chúng ta thêm một suất nữa coi như là bồi thường, Ta nghĩ đi nghĩ lại, thấy cho ngươi nhận một trong hai suất này cũng tốt." Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng, "Lão phùng à, ta nói thật cho ngươi biết vậy, thật ra ta người có gia tài bạc tỷ, vậy nên suất dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn này ngươi vẫn là đừng để dành cho ta, ta không nhận đâu." Phùng Hải xuyên giọng điệu không vui nói, "Nếu như ngươi thật sự là tỷ phú, thì tên ta đã có trên bảng xếp hạng người giàu có trên bờ rồi. Nếu như ngươi vẫn nhất quyết không nhận thì suất tiền thưởng lần này ta chuyển cho người khác thật đấy." nhường cho người khác đi, nhất định phải nhường cho người khác đó. Ta cầm số tiền này không nổi đâu. Tiêu phàm vội nói. Cúp điện thoại, bỗng nhiên trong lòng tiêu phàm cảm thấy ấm áp. Thực ra thì Mã Hải Xuyên cũng không lớn tuổi hơn hắn là bao, hiện tại hắn ta vẫn đang học nghiên cứu sinh, nhưng hắn đảm nhiệm chức giảng viên này cũng không tồi. Lão Phùng, nếu ngươi muốn có tên trên bảng xếp hạng bờ thì ngươi cần phải cố gắng thêm nhiều rồi vì cho đến hiện tại trên bảng xếp hạng Forbes vẫn chưa có tên của ngươi đâu. Tiêu phàm tự lẩm bẩm một mình. Lão Tam, khoảng một tiếng nữa ngươi tự mình đến phòng mới nhé. Tiêu phàm gửi cho trầm thần một tin nhắn. Chỉ một mình ta tới thôi hay sao, trầm thần trả lời tin nhắn rất nhanh. Tiêu phàm nghĩ nghĩ một lát rồi nói, nếu như lão đại và nhị ca đều có thời gian rảnh thì ngươi gọi luôn cả bọn họ cùng đến đi. Trầm thần nhanh chóng gọi cả bọn khổng hút và Diệp Phi cùng đi bọn hắn cứ nghĩ đến nơi sẽ được ăn chùa một bữa cơm nên ba người đều hào hứng đến rất nhanh tài nấu ăn của tô ấu vi đều được cả đám bọn họ công nhận thật sự rất giỏi có chuyện gì vậy ba người trầm thần đến nơi trước tiêu phàm bọn hắn ấn chung cửa nhưng không hề có ai ra mở cửa cho họ bên trong cũng không nghe thấy động tĩnh gì cả tô ấu vi và lữ tuyết yến vẫn chưa quay lại tam ca có chuyện gì vậy chúng ta đến cửa rồi nhưng ấn chung cửa thì không thấy ai ra mở là sao, trầm thần gọi điện thoại cho tiểu phàm. Lúc này tiêu phàm vừa mới tới bãi đổ xe ở tầng hầm, các ngươi đi thang máy xuống tầng B1 đi. Rất nhanh sau đó đám trầm thần đã xuống tới nơi. Bọn hắn nhìn thấy tiêu phàm, ở bên cạnh hắn là hai chiếc siêu xe. Mập, có người tặng cho ta hai chiếc xe. Chiếc Porsche 918 này tặng cho ngươi, đừng từ chối ta, lúc mà bố ngươi tặng cho ta căn nhà thì ta cũng có từ chối đâu. Tiêu Phạm ném chìa khóa chiếc Porsche 918 cho Trầm Thần. Trầm Thần bắt lấy chiếc chìa khóa, hắn ngơ ngác nhìn về phía Tiêu Phạm, Khổng Húc và Diệp Phi cũng đơ người luôn rồi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, Tam Ca, chuyện này, chuyện này là thế nào vậy? Hắn có niềm đam mê đặc biệt và rất thích nghiên cứu về xe hơi, đặc biệt là thích nghiên cứu những chiếc xe thể thao. Vậy nên hắn có thể nhìn ra hai chiếc xe này đều là hàng cao cấp, chỉ riêng chiếc Porsche 918 này, giá để xe chạm bánh xuống đất tuyệt đối vượt qua 1.500 vạn. Tiêu Phàm cười nói, chẳng phải ta đã nói qua rồi hay sao? Có hai người bạn cùng làm ăn tặng ta hai chiếc xe, chiếc xe Porsche 918 này ngươi lái đi đi, sau này ấu vi còn muốn tặng ta thêm một chiếc xe nữa, như thế thì chiếc xe đó sẽ không có chỗ để mất. Trầm thần nuốt nuốt nước bọt. Tam ca, ngươi có biết chiếc xe này đắt đến cỡ nào hay không? giá của nó chắc khoảng trên dưới 1.500 vạn thì phải. Trầm thần trợn trắng mắt, ngươi cũng biết giá của nó cơ à. Giá của cả căn phòng này cũng chỉ bằng một nửa giá của chiếc xe này thôi đấy. Hơn nửa căn nhà này là bố ta tặng ngươi để cảm tạ ơn ngươi đã cứu mạng ông ấy mà. Chiếc xe này đưa cho ta mượn lái chơi chơi cho đỡ nghiền thì được, nhưng nếu như ngươi tặng ta thì ta không thể nhận được. Nếu như ta nhận chiếc xe này của ngươi thì ta sẽ được coi là loại người gì chứ? bố ta sẽ đánh cho ta què chân mất. Tiêu phàm nhìn về phía khổng hút và diệp phi. Lão đại, nhị ca, các ngươi giúp ta khuyên lão tứ đi. Khổng hút lắc lắc đầu, nhà của mập cũng là gia đình có tiền, ta sẽ không đi khuyên hắn nhận chiếc xe này của ngươi đâu, nếu như ngươi muốn bán xe đổi thành tiền thì không bằng ngươi kêu mập mua lại chiếc xe này của ngươi thì hơn. Mắt trầm thần sáng rực lên. Bố ta không cho phép ta mua xe tức người khác, nhưng nếu mua xe từ tam ca, nói không chừng bố ta sẽ đồng ý, bây giờ ta sẽ đi gọi điện thoại cho bố. Tiêu Phàm liền vội vàng nói, mập, ngươi cảm thấy người khác có thể tặng không cho ta hai chiếc xe như này thì ta còn thiếu tiền hay sao? Chỉ tính riêng tiền thưởng vụ cướp ngân hàng thôi thì ta cũng đã có 50 vạn rồi. Trầm thần nói, tam ca, dù ngươi có nói gì đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không nhận chiếc xe này của ngươi đâu. Hay là đến lúc đó ngươi đem chiếc xe này tặng tô ấu vi đi xe sang hợp với gái đẹp he he tiêu phàm lắc lắc đầu nàng còn chưa thi bằng lái xe nốt mà kể cả bây giờ nàng thi được bằng lái xe thì với một tài xế non tay như nàng làm sao có thể cầm lái được xe hơi thể thao dạng này chứ diệp phi nói lão tam bây giờ ngươi đang bận rộn làm ăn về cái gì vậy lại có thể để người khác tặng cho ngươi xe thể thao xịn như vậy ta cược đá về mặt này thì kinh nghiệm cũng như kiến thức ta tích lũy được cũng không tồi thế nên ta đang giúp một ông chủ lớn kiếm được không ít tiêu phàm cười cười nói khổng hút thần sắc nặng nề mà nhìn tiêu phàm mấy trò cược đá này đã làm cho không ít người tán gia bại sản lão tam ngươi chắc chắn rằng không có vấn đề gì chứ tiêu phàm nói hiện giờ ta không trực tiếp đi cược đá nữa ta chỉ kiếm phí cố vấn mà thôi ta chỉ phụ trách nhìn và đánh giá xem viên đá đó đáng giá bao nhiêu tiền nếu như có thể giúp ông chủ kiếm được lãi lớn thì ta còn có tiền thưởng nữa Trầm thần nhếch miệng cười nói, học giỏi hóa ra cũng có nhiều lợi ích đến vậy, tam ca, ta cũng không ngờ hóa ra bình thường ngươi có nghiên cứu cả những thứ này đó, hiện giờ ngươi còn có thể làm cố vấn về cực đá cho người ta rồi, đỉnh thật đấy. Phí cố vấn cho một viên đá mà ngươi kiếm được là bao nhiêu thế, tiêu phàm giơ một ngón tay lên. Trầm thần kinh ngạc nói, một vạn. Vậy thì ngươi chỉ cần đến đó một chuyến, nhìn nhìn tám hay mười viên đá là cũng có thể kiếm được không ít rồi, đi thôi đi thôi ta đói bụng rồi chúng ta kiếm một chỗ ăn một bữa no nê đi thôi tối nay tam ca mời khách nhé chúng ta cùng đi lột sạch tiền của tam ca thôi nào tiêu phàm cười cười gật đầu hắn cũng không giải thích gì nhiều phí cố vấn để hắn xem một viên đá không chỉ đáng giá một vạn mà nó là một nghìn vạn ầm ầm bốn người họ chia nhau ra rồi lên hai chiếc xe thể thao hai chiếc xe thể thao xa xỉ rất nhanh liền phóng ra khỏi hầm để xe không mất bao lâu hai chiếc xe thể thao đã đến một nhà hàng sang trọng thực ra trước đây bọn hắn đã cùng nhau đến nhà hàng này rồi lần trước là trầm thần mời cơm ở đây bốn người họ ăn một bữa cơm mà tốn hơn một vạn sau đó đám tiêu phàm không đến đây ăn cơm thêm một lần nào nữa mức giá ở đây thật sự là hơi cao với gia cảnh nhà khổng hút và diệp phi thì thi thoảng ăn một bữa cơm như vậy cũng không coi là quá lắm như này vẫn trong mức chi tiêu của bọn họ nhưng mà bây giờ bọn hắn vẫn chỉ là sinh viên bản thân chưa tự chủ kinh tế mà vẫn ăn bám gia đình thế nên nếu không cần thiết thì mức chi tiêu cao như này bọn họ cũng không muốn tiêu thường xuyên tam ca hôm nay chúng ta sẽ ở đây ăn một bữa no nê lần này ngươi phải dốc túi ra rồi về việc chiếc xe kia thì ngươi cũng đừng nhắc lại nữa ta sẽ không bao giờ nhận nó đâu trầm thần vừa lật thực đơn vừa nói tiêu phàm gật nhẹ đầu vậy được thôi các ngươi cứ thoải mái gọi món đi sau khi các ngươi gọi món xong ta sẽ kể cho các ngươi nghe về một người bạn thân của ấu vi nàng ấy vừa mới từ đế đô trở lại đây bây giờ đang cùng ấu vi ở huyện lôi sơn tiêu phàm cảm thấy lữ tuyết yến nếu xét về cả vẻ ngoài lẫn tính cách đều không tồi nếu đám trầm thần có người nào muốn tán nàng ấy thì cũng là chuyện tốt bạn thân của chị dâu à. Lão đại, ngươi gọi món đi, Tam ca, chúng ta qua bên kia nói chuyện riêng một chút có được không?" Trầm thần hưng phấn, ném menu cho khổng hút rồi nói. Cả về nhan sắc lẫn tính cách của Tô Ấu Vi bọn hắn đều chấm cho 10 điểm, thế nên bạn thân của nàng chắc chắn cũng không tồi được. "Cút ra chỗ khác chơi, cái khác thì chúng ta không nói đến, nhưng về vấn đề này chúng ta không nhường cho ngươi đâu nhé." Diệp Phi dơ dơ nắm đấm nói. Thẩm Thần cười gượng gạo, "Nhị ca, ngươi là người tu đạo, tại sao lại cũng học theo chúng ta biết động lòng phàm rồi? Người luyện võ như ngươi mà động tới yêu đương là không tốt đâu, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ nha." Tiêu Phàm cười nói, "Mập, ngươi đừng có nói lung tung nữa, nhanh chóng giúp ta gọi món đi. Ngươi từng ăn ở đây rồi, thế nên ngươi quen thuộc ở đây hơn bọn ta. Gọi món nào ngon ngon một chút, mỗi người có ăn hết một vạn cũng không thành vấn đề." vậy thì ta không khách khí đâu đấy thẩm thần nhanh chóng gọi món xong tổng tiền các món mà hắn gọi cũng ngang với số tiền lần trước bọn họ đi ăn ở đây tổng khoảng hơn một vạn kể cả bây giờ tiêu phàm đã có thể kiếm ra tiền đi chăng nữa thì đám thẩm thần cũng không muốn tiêu phàm phải dốc ví ra mời bọn họ tam ca ta cảm thấy hay là bây giờ ngươi gọi video cho chị dâu một lát đi trong mắt thẩm thần có ánh sáng lay động đúng rồi đấy khổng hút và diệp phi liên tục gật đầu với gia thế của bọn hắn nếu như muốn công khai tìm một người bạn gái có điều kiện không tồi thì rất dễ dàng nhưng mà cái này thì nhà bọn hắn đều không cho phép làm hơn nữa nếu như tìm theo cách như vậy làm sao biết được người sẽ tìm được ai người ta đến vì bọn hắn hay là nhắm vào thứ gì khác chứ được thôi tiêu phàm gọi video cho tô ấu vi bây giờ tô ấu vi và lữ tuyết yến đang ở trong khách sạn trầm an mai vẫn còn chưa xuất viện hai người tô ấu vi dự định ngày mai cùng nhau đón trầm an mai ra viện rồi mới quay về đàn đàn anh tô ấu vi nhanh chóng nhận cuộc gọi video tiêu phàm cười cười nói ấu vi các ngươi ở đó tất cả mọi chuyện vẫn ổn chứ đàn anh yên tâm chỗ chúng ta mọi thứ vẫn ổn tô ấu vi hơi đỏ mặt nói đây là lần đầu tiên tiêu phàm gọi video cho nàng chào chị dâu chào đàn em thẩm thần và khổng hút cùng nhau lộ mặt vào video chào hỏi ở phía bên tô ấu vi lữ tuyết yến và tô ấu vi đang cùng ngồi sát lại với nhau tiêu phàm gọi video tới dù thế nào thì nàng ấy cũng nên chào tiêu phàm một câu mà lữ tuyết yến vừa mới tắm xong tóc nàng còn chưa khô hẳn vừa nhìn thấy lữ tuyết yến hai mắt của đám thẩm thần đều sáng hẳn lên bọn hắn cảm thấy nhan sắc của nàng ít nhất cũng phải chấm được chín điểm là một người đẹp hàng thật giá thật. Hơn nữa còn là trước khi nàng trang điểm đã là chính điểm rồi. Mặc dù nếu so sánh với tô ấu vi thì nhan sắc hai người họ vẫn có sự chênh lệch tương đối rõ ràng, nhưng bọn hắn cảm thấy có một mỹ nhân như vậy đã là tốt lắm rồi. Đàn anh yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc cho ấu vi thật tốt. Lữ tuyết yến cười duyên nói, mấy vị này có lẽ là bạn cùng phòng ký túc xá của ngươi đúng không? Chào mọi người, ta tên là Lữ Tuyết Yến đám thẩm thần nhanh chóng thay phiên nhau tự giới thiệu bản thân đợi bọn hắn tự giới thiệu xong tiêu phàm và tô ấu vi nói chuyện thêm vài câu rồi cúp điện thoại đại ca nhị ca bây giờ hai ngươi có thể ra dáng làm anh một chút nhường nhịn đệ đệ thì thế nào thẩm thần nhìn về phía khổng hút và diệp phi nói khổng hút lắc lắc đầu những chuyện khác thì dễ thương lượng nhưng chuyện này thì không có anh em gì hết nha diệp phi nói lữ tuyết yến cũng là gu của ta thế nên chúng ta cạnh tranh công bằng đi tiêu phàm ngồi một bên xem trò vui nếu như lữ tuyết yến yêu đương với bất kỳ người nào trong ba người họ thì đều là chuyện tốt còn nếu như giữa bọn họ không có duyên phận thì hắn cũng đành bó tay tam ca ngươi cũng nói gì đi chứ thẩm thần trong mắt đem tia hy vọng cuối cùng nhìn về phía tiêu phàm tiêu phàm cười nhẹ các ngươi tự mình cố gắng đi nếu như ai trong các ngươi có thể tán đổ nàng ấy thì khi nào ấu vi muốn gặp mặt nàng ấy cũng tiện hơn, bạn bè thật lòng thân thiết với nàng có lẽ cũng chỉ có một người như vậy. Nhưng các ngươi cẩn thận, đừng để đến lúc cả ba cùng nhau ra trận, sau đó cả ba cùng thua tan tác trở về, đến lúc đó thì ta cũng không giúp các ngươi nổi đâu. Thẩm thần vỗ vỗ ngực nói, Tam ca, ngươi cứ yên tâm đi, nhất định ta sẽ tán đổ nàng. Hừ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.